Em chào mọi người nhé. Hôm nay em lên bán cho mọi người một chiếc mũ sa mạc chất vải caro, hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé, chứ không phải hàng may lại, hàng chuẩn cấp phát luôn, hàng mới chưa sử dụng, size 7/4, sản xuất năm 2001, hàng lưu kho chưa sử dụng, các quen mới cứng luôn, đội mùa hè cực kỳ hợp. Chiếc mũ này là vòng đầu 57, 58 đội đẹp, 57, 58 đội vừa, rất là đẹp luôn ạ. Chất vải caro độ nó mát, tem mới cứng. Cái mũ này em bán 550.000 nhé. Anh nào thích thì gọi điện thoại cho các bạn Zalo 0378 050 027 ạ, để được em tư vấn ạ. Em chào mọi người ạ.